xem một cái video này trong cộng đồng, nhưng mà thấy với kiểu bạn này bạn còn test được. Các bạn không biết mọi người xem chưa, video về hip hop của Wu Chang đây, tức là cái hip hop của Wu Chang, tức là nó không những rộng mà nó còn có thể là có về cái độ chênh lệch độ cao địa hình ấy. À, chỗ này đánh hit được điều phối này, từ trên đánh xuống này, không phải đánh rơi luôn này, từ dưới đánh lên này, có hit này, ảo không kìa. Mình nghĩ cái này ngoài con Wu Chang chắc không có nào làm được á, mà kể cả Wu Chang nhá, xuyên tường này. Mình không biết là cái này thực chiến có đánh hay không nhá, hay là chỉ có bot thôi nhá, trông ảo thực sự. Bởi vì những cái này theo vật lý của Identify này thì nó sẽ tính là đánh vào vào địa hình. Nhưng có thể là do cái hitbox con Wu Chang, hitbox con Wu Chang nó giống như hình một cái quạt, và có thể là tức là nó khua qua cái khua qua chỗ này được. Ấy ảo thế nhở, chắc mình sẽ nhờ ông em ông test cùng mình. Trên tí được, trên tí được. Đây. Rồi, này này. Xuống. Ok. Lên. Đây đúng không? Ừ. Đứng xa một tí, xa một tí cũng được. Đây. Đánh cái chỗ này. Chỗ này. Tiếc là chết à. Anh thử dựng như vậy thôi. Anh đứng xa này rồi. Anh đứng xa đây em đập rồi. Em ở trên này em có hit không? Có nó anh bị mà. Không, chỗ này nó tính vào địa hình. Nó tính đập vào địa hình. Lùi tí rồi, anh thử lùi tí rồi. Ôi. Giờ lên thuyền nữa hay sao? Lên cái chỗ đầu thuyền. Ôi. Xa tí. Rồi. Gần tới. Trên thì không được à? Anh đứng mép rồi, đứng vào mép này. Không, con này đánh từ dưới trên này cao quá. Thì bốc nó không phải là phẳng một chiều ngang. Nó là ảo rồi. Này chắc khó đi. Chỗ này sát quá. Nhiều vãi trưởng. Xa tí. Đây. Ồ, vẫn trúng à. Này như cái khe mà cái ghế. Dịch ra tảng đá một tí. Bên phải thì qua bên phải tí. Gần vào. Đây. Lúc mà không có người á thì nó tính để đánh. Uầy. Lúc có người là nó tính. Qua được đây luôn mà. Đứng xa tí. Đây. Có chúng này. Chứ có mỗi Wu Chang thôi chứ không có. Được, bạch chuông được. Tức là Được. Ông con nào cũng đánh được á. Ừ. Hip hop ngắn chắc không đánh được. Ừ, mấy con hip hop đủ tầm đánh được. Tức là những con nào mà không, nó không phải đứng sát đây này, đứng sát đây thì nó sẽ đập vào thùng này. Đấy. Thì nó sẽ tiến nhập đập vào thùng này. Còn đứng cách một tí này, nó sẽ trúng. Đấy, nó không phải là chỉ do con Wu Chang. Khác con nào mà đi sát đây này. Bây giờ đầu thuyền. Có. Tức là cái chỗ này nó cũng không hẳn là do con Wu Chang. Trên đánh xuống thì không được. Tức là hitbox của Hunter nó sẽ có kiểu một chiều cao từ tầm cái bụng này. Từ cái bụng Hunter lên trên. Đây này, xa tít luôn này. Từ, anh hư gồng ấy. Từ, đây. Đây à? Sao, hơi xa. Cứ đứng yên. Ô. Cái này anh nghĩ là do map thật là có trang attack chứ mà anh đạt chỗ cũ luôn. Ừ, mấy cái góc này thì áp dụng mấy con như bông dài được, cái bông này đuổi cho đi được thật là vẫn được. Cái hướng bóng là hướng lên tiền đấy không, cái còn cái bóng là hướng lên tiền đấy. Ủa được luôn này. Ôi các bạn ạ, em đứng như này thì anh không được á, đã anh chém vào cái thùng. Ừ, map hết rồi. Ừ, không phải chỉ riêng Wu Chang với cả con đấy, đứng dưới này để chém được đấy. Ô, nhưng mà im nha, em thử đứng cái chỗ nào anh không chém được xem. Đứng cho anh không chém được xong anh thử lách hitbox em. Được luôn này các bạn, xoay cam là sẽ được. Anh chém thẳng bình thường thôi, xem không được à. Anh hướng vào cái thùng ấy, chém thẳng bình thường ấy cho nó hit vào.
rồi. Đó, chơi sát quá, sát quá. Đây. Vẫn được này. Anh ạ. Cái này không, không, không. Nói chung là cũng không phải do Hitbox Hunter, cái này do map nữa. Ui giời. Không, thực ra theo 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 cái kiểu nhá, theo cái kiểu bình thường ấy thì kiểu tầm đánh của Hunter không phải chắc attack. Tức là đúng là cái chiều cao cái vũ khí của Hunter nó bằng luôn cái đoạn chân của Sơi Vồ mà. Anh thử cầm Ruby ơi. Thầy lùn quá. Thầy lùn. Thầy lùn. Em sát này. À được được được, chắc chắc attack thì nó sẽ giơ cái shield lên cao hơn. Là game này. Đánh được, đánh được, đánh được. Ô vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được. Cho lên cao một tí chứ mà. Chỗ chỗ nè, cứu thuyền, cứu thuyền đấy, cứu thuyền đấy. Đừng 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 cao lên, đừng cao lên. Gồng 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 gồng. Nói chung là kiểu gì có cách để đánh. Ờ, có. Nói chung cái này đi, nói chung là cái này phụ thuộc chiều cao. Ô vẫn được này, anh ạ. Chà thách thì được, chứ đánh thường được. Ờ, đánh thường được, đánh thường được. Đánh Lugino này đánh thường được mà. Thôi. Ờ, ra, ra, ra thuyền đi. Ờ, anh thử đánh thường rồi. Được, được. Vẫn vớ lên được, vẫn vớ lên được. Được hết. Chỗ nào cũng được, con nào cũng được. Nói chung là không phải do, không phải là con vũ trang các bạn ạ. Vấn đề không phải do con vũ trang. Này nhá. Bây giờ pha này tao ra tao mở cổng, sao tao sẽ hồi còi với bọn mày. Rồi. Ờ. Tao tung bị bụng. Ba là ngục này. Không sao anh ơi. Xong hết rồi, cổng cổng xong bên kia rồi. Bọn em đi cuốn nằm ở anh ơi. Hai cổng luôn hả? Để anh. Còn ai xem không? Còn ai xem không? Còn nguyên đáng nữa. Anh chạy đi, bạn ơi. Cái bên này. Kêu luôn này. Ô ô, nó mà lại chết à? Ô ô ô. Chạy 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 chạy. Bám anh ấy, bám anh ấy, bám anh ấy. Bám đứng chơi lên được mày. 20 giây. Đừng có đếm 20 giây. Con số là bao nhiêu? Hay bắt chứ. Fake. Hay đây. Chưa, có lên. Đây rồi, lên rồi. Giờ Hương Sư sao sống đây? 2 giây. Ô, Hương Sư vẫn chạy được đấy. Em cố gắng. Em bang ơi. Cái em dậy không? Tobi, có người không? Có. Nó đuổi. Dậy không? Thôi anh găng này. Dậy chứ. Ai hỏi găng đi. Ai biết, anh im lặng. Bắt bài. Tách ra đi anh em. Tách ra đi. Tobi yêu anh. Ừ. Tìm nhau chứ. Em ơi, gọi em. Ờ, sao ra rồi? Anh biết, nhấp. Gà. Đi anh em ơi. Cảm ơn thầy thắng. Ủa chưa kêu xong Tobi à? Hay này. Bang. Đi bộ về rồi. Cơ hội rồi. Cơ được quý tôi, xong Tobi ra thẳng đấy là đẹp. Tobi. Tobi. Đây quay lại nào. Ui. Ui rồi. Ui Tobi em giấy. Hay không? Hay cái gì?